Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, công ty cổ phần bóng đá Việt Football và ban tổ chức giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc tổ chức buổi ra mắt giải bóng đá 7 người toàn quốc Bia Sài Gòn Cúp 2022 mùa 3 tại khu vực miền Tây. Trước đó giải được chính thức công bố tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang. Giải diễn ra tại miền Tây từ ngày 17 tháng 7 và kết thúc vào ngày 18 tháng 7 với sự góp mặt của 8 đội bóng thuộc các tỉnh thành miền Tây. Năm 2022 là mùa đầu tiên được tổ chức tại miền Tây. Kết thúc vòng loại, ban tổ chức chọn 8 đội đại diện 4 khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên và miền Tây vào vòng chung kết tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Sabeco công bố dự án cộng đồng nâng thể thao. Đây là chương trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy và khích lệ lối sống văn hóa thể thao lành mạnh tại mỗi địa phương, qua đó mang đến cơ hội phát triển nền tảng thể thao trẻ trong cộng đồng.